Xin chào các bạn. Hiện tại khi gia công phay, các bạn có đang gặp phải các vấn đề như thời gian gia công quá lâu, không kịp tiến độ bàn giao cho khách hàng, bề mặt sản phẩm sau gia công quá thô hay bị rung khi phần gá kẹp dài? Mình là Hải Yến, trợ lý kỹ thuật của hãng dụng cụ cắt gọt cơ khí Sumitomo Electric tại Việt Nam. Trong video này, mình xin giới thiệu tới các bạn dòng phay Hi-Fit DMSL của Sumitomo. Dòng phay có thể giải quyết được các vấn đề trên của các bạn. Trước hết, mình xin được giải thích tại sao chúng ta nên sử dụng dòng phay Hi-Fit. Dòng phay Hi-Fit là dòng phay có thể tạo ra vòi mỏng hơn, giúp tăng tốc độ bước tiến. DMSL là dòng phay ứng dụng cho phay Hi-Fit. Đặc điểm nổi bật của dòng dao phay này tập trung ở thiết kế cạnh cắt với nhiều hình vòng cung ARC phức hợp, cho phép gia công với góc tiếp cận tối ưu, đạt được góc cắt nhỏ hơn mà vẫn đảm bảo được chiều sâu cắt lớn hơn, đồng thời cho phép gia công hiệu quả hơn với tốc độ bước tiến nhanh, tối đa trên mỗi răng là 3.5mm trên một tít. Dòng phay Hi-Fit DMSL có góc cắt nhỏ giúp kiểm soát lực cắt hướng về phía trục máy, có thể gia công ổn định mà không tạo ra tiếng kêu gằn ngay cả khi phần gá kẹp dao dài và sâu, cho hiệu quả tối ưu. Như các bạn có thể thấy, sử dụng dòng phay Hi-Fit DMSL của Sumitomo với bước tiến nhanh giúp giảm thời gian gia công, tăng tuổi thọ dao cụ là một sự lựa chọn tuyệt vời với những khách hàng gia công khuôn mẫu và chi tiết máy. Và sau đây là một số video thực tế mà bên mình đã test tại một số khách hàng tiêu biểu. Hiện tại, dòng phay Hi-Fit DMSL có 3 vân bẻ phoi, vân G, vân L, vân H. Trong đó, vân G cho gia công mục đích chung, vân L cho gia công bán tinh, vân H cho gia công va đập. Đồng thời, dòng phay Hi-Fit DMSL còn có nhiều loại lớp phủ phù hợp cho gia công đa vật liệu với nhiều chu trình gia công khác nhau, đem lại nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm và đặt mua, các bạn vui lòng liên hệ công ty Tinh Hà, đại lý ủy quyền bán hàng của Sumitomo tại Việt Nam. Thông tin liên hệ mình sẽ để ở cuối video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.